trong chương trình Cùng Kiên Cứu Tuần tổ chức và thực hiện. Như tất cả các buổi tối thứ bảy hàng tuần, ở đây chúng tôi có đặt cho các em một chiếc nồi nhỏ. Ở đây là nơi mà quý khán giả có thể tìm cho các bệnh nhân bằng cách đặt tiền vào chiếc nồi nhỏ. Nếu quý vị cảm thấy đi kiếm hôm nay của các nghệ sĩ đang là thú vị, là mang lại cho mình những cảm xúc, thì quý vị đừng ngần ngại hãy cùng đồng hành cách đặt tiền vào chiếc nồi nhỏ này. Đây là số tiền mà các nghệ sĩ đang làm sẽ cùng nhau chung vui khi đêm nay đêm diễn này sẽ là 1:21. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.